Dũng. Thảo Minh Dũng. Một trong những cái dạ. Sao mày đánh trống lảng đi đúng không? Tao nghi ngờ rồi đấy, vì là mày đang tán gái mà đúng không? Mày đang trêu nó đúng không? Bình bồng một à. Ông về nhá. À dạ chào ông. Thế vừa rồi có chuyện gì đấy? Cái chân tôi đau quá cô ơi. Gãy chân. Ấy à, 1, 2, 5. Ui dồi ôi, gãy cả 7 cái xương xương này ơi. Đau quá ơi, lạng ương ơi. Thảo ơi, cái cây đó nếu như mà khiêng cường quá thì không cần phải để lấy nha. Cố gắng diễn làm sao cho nó theo cái bản năng đi. Đừng có vì cái mặt đình cái cây đó mà. Bộ máy chưa chạy, máy Phương chạy lên, máy Phương ơi. Ủa sao chưa thấy thì con chạy hết rồi đúng không? Rồi 2, 3. Diễn. Đứng lại. Ai đấy? Anh. Anh đây. Là anh Bình ạ? Sao anh lại ở đây? À, để là hôm nay anh nhớ có tính nhỉ? Anh muốn nhờ cô dạ. Ê, ai ông Tẻ à? Đúng à? Dạ chào đấy. Đau ông cháu tưởng ông thích sơ hả? Đâu ông nói mình xem bói cho cô Thảo. Sao nhà người hai vào kia, vô kia, tên đâu? Nó vô, tên nó vô. Có gì đâu ạ, em giúp anh là tình làng nghĩa xóm, nhưng mà mong anh đừng làm những hành động này nữa. Anh có làm gì đâu. Anh có trục chứng ra tà mới. Ơi anh Oan, cô Thảo, hey, cô Thảo mới sang sợ anh. Một đôi gian phu dâm phụ. Mèo mả gà đông. Mèo mả gà đông. Tôi mà không đi cùng thằng Dũng ra đây thì làm sao mà chứng kiến được cái cảnh này? Đau khổ anh kiếm không, với anh không làm cái gì mà. Hôm nay lại gặp được anh. Tâm lấy lên trên mạng cho cái mũi ăn tiêu anh. Đưa đây. Nếu không ấy, tao sẽ tung cái đưa. Không sao cả, diễn tiếp. Nói. Đưa đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi dồi ôi, điên quá. Này. Sao cậu lại đối xử với thượng đế như thế hả? Tôi đang là thượng đế của cậu đấy nhá. Thượng đế thì sao? Tôi nói cho chị biết nhá. Tôi chiêu các chị quá nên là các chị hư đúng không? Các chị đừng nghĩ là các chị ở nhà các chị đe đầu quyết cổ trông con các chị. Rồi các chị rằng là các chị đe đầu quyết cổ ai đi hả? Này, con này xuống nhá. Con này không thèm sử dụng cái dịch vụ khỉ ho này nữa nhá. Cái đứa nào trong làng mình nó bảo là